Tiểu sử Hải Đen, sát thủ số 1 của Châu Phát là em. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh UV Đại Bàng. Da đen cháy, cặp mắt to tròn, đội hàng lông mày rậm rạp xếch lên khiến cho nhiều người gặp Bùi Xuân Hải lần đầu có một nỗi lo không hề nhẹ. Cũng chính vì khuôn mặt châu Phi ấy mà biệt danh Hải Đen gắn chặt lấy cuộc đời của ông, từ thuở giang hồ lẫy lừng cho đến quãng đời rửa tay gác kiếm, gặp gỡ đại ca một thời. Một ngày tháng 7 trong mặt khói hương thì tôi tình cờ gặp Hải Đen tại ngôi đình nhỏ nằm sâu trong con hẻm đường Trần Xuân Soạn, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Ông chủ động bắt chuyện trước và say sưa nói về giáo lý nhà Phật. Hải Đen am hiểu Phật pháp tường tận khiến người nghe cảm giác ông là một bậc chân tu chính hiệu. Nhưng khi ngoặt sang đường đời thì Hải Đen khiến cho tôi thảng thốt bởi quá khứ giang hồ đổi trời đạp đất. Hơn nữa cuộc đời tung hoành ngang dọc, bồng bềnh chốn giang hồ hiểm ác, Hải Đen chợt nhìn lại mình và quay đầu vào bờ. Hải Đen bảo nếu cái chuyện về quá khứ của ông có thể vài ngày không hết, bởi nó sóng gió bão bùng thật khủng khiếp. Sóng gió vận vào Hải Đen ngay từ ngày lọt lòng mẹ cho đến bây giờ đã 53 tuổi. Hải Đen vẫn chưa bao giờ biết cha mẹ ruột của mình là ai. Hải Đen được mẹ nuôi kể lại, vợ chồng bà lấy nhau nhiều năm mà không có con. Một hôm thì bà vào bệnh viện gặp người đàn bà đang trở dạ. Bà ngỏ lời xin con, không ngờ người mẹ đồng ý ngay. Vừa cắt cuốn rốn, bà bế đứa trẻ đỏ hỏn về nhà chăm bẵm bú mớm. Từ ngày nhận nuôi Hải Đen, như thể được lộc trời, cha mẹ nuôi sinh liên tiếp được ba người con sau nhiều năm tưởng như vô vọng đường con cái. Năm Hải lên 4 tuổi, mẹ nuôi dắt tới một ngôi nhà trên đường Cách Mạng tháng 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và đi lối cửa sau để vào gia đình của mẹ ruột. Người đàn bà lỡ làng cho con đã ngậm ngùi lau nước mắt rằng Hải là kết quả mối tình vụng dại giữa bà với một người đàn ông Ấn Độ sang Việt Nam thuyết pháp. Lo sợ hàng xóm gièm pha, sợ chồng đi công tác về phát hiện, bà phải dứt ruột cho con. Đó là lần duy nhất Hải được gặp mẹ ruột và các chị gái của mình. Cho đến nay thì ký ức chóng vánh ngày đoàn tụ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Hải Đen. Cuối năm 1976, nhà nước có chính sách khuyến khích dân đi vùng kinh tế mới. Gia đình của Hải Đen bán nhà cửa tài sản hăm hở lên đường tới tỉnh Sông Bé, nơi là huyện Phú Riềng, Bình Phước, khai khẩn đất hoang, kiếm kế sinh nhai. Là anh cả trong gia đình, học tới lớp 5, Hải phải nghỉ để phụ giúp cha mẹ. Hải đi buôn ve chai Đồng Nát rồi trở về Bình Dương bán lại cho vựa. Đất Bình Phước vừa dứt chiến tranh, một số vùng còn nhiều mảnh bom đạn, nên việc thu gom rất thuận lợi. Hải là trụ cột chính gánh trên vai nồi cơm của cả gia đình. Năm 1986 thì Hải quẩy gánh về lại Sài Gòn nuôi mộng kinh doanh làm ăn lớn. Thời thế kiến tạo anh hùng, hết thời Hải Đen trở thành giang hồ lúc nào không hay. Thời thịnh vượng của Nam Cam, Hải Đen là một trong những trợ thủ đắc lực của Châu Phát Lai Em, cánh tay phải của ông trùm Nam Cam. Dưới trướng ông trùm Nam Cam thì hàng loạt các quán bar, nhà hàng được chuyển cho Lai Em quản lý. Dĩ nhiên thì lợi nhuận đều được nộp về cho Nam Cam, sau đó thì mới ăn chia theo tỷ lệ cam kết. Có một điều lạ là Lai Em luôn nghĩ việc quản lý các tụ điểm ăn chơi đó cho Nam Cam chỉ là việc phụ để giúp hắn giữ vững được địa bàn chợ cầu muối, nên cũng không quan tâm nhiều đến lợi nhuận. Vì vậy mà lại càng được lòng của đàn anh hơn. Về phần Nam Cam, để thể hiện những lời nói của mình là có trọng lượng, ông Trùm đã công khai việc đứng sau Lai Em, dập tắt hoàn toàn ý định quay trở lại chợ cầu muối của gã giang hồ thất thế Lâm Chín Ngón. Và cùng với đó thì Nam Cam còn giúp cho Lai Em trong việc kết nối với một số thế lực khác ngoài Sài Gòn để thực hiện ý đồ vươn vòi bạch tuộc sang một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Sự kết hợp giữa Châu Phát Lai Em và Nam Cam dường như đã khiến cho thế giới ngầm của Sài Gòn đi vào trật tự. Rất nhiều những phe cánh cũng đã tự bị hủy diệt bởi liên kết này. Làm ăn với Nam Cam một thời gian thì Lai Em mới hiểu rằng đúng là để có thể giữ vững được thế lực của mình, không phải cứ giỏi đánh nhau là được, cần phải có cái đầu biết suy nghĩ, mà cái này thì đúng là anh Nam quá giỏi. Lâu dần sau này thì Lai Em được Trúc Mẫu Hậu, người vợ cả của Nam Cam, đặc biệt tin tưởng. Rất nhiều chuyện làm ăn của Nam Cam, Lai Em đều biết nên đã chấp nhận việc mình được coi là đàn em thân tín của Nam Cam. Có lần Nam Cam bảo với Lai Em rằng anh Nam rất lo cho chị Trúc, chú là người anh tin tưởng nhất nên dành nhiều thời gian quan tâm đến chị. Sài Gòn phức tạp, nguy hiểm thế nào thì chắc chú cũng thừa hiểu. Chị Trúc dù là người rất biết ứng xử trước các tình huống bất thường, nhưng đôi khi rất hay nóng giận nên chú phải đi theo giúp chị ấy. Nghe vậy thì Lai Em bảo, từ lâu thì em đã coi chị Trúc như là chị ruột của mình, anh Nam cứ yên tâm, không đứa nào dám động đến chị ấy đâu anh. Sau này ai cũng biết Nam Cam và Châu Phát Lai Em đã gây ra những tội ác như thế nào. Chỉ nguyên việc
Hàng loạt những gã giang hồ cộm cán ở khu vực chợ cầu muối bị lại em xé vé, rồi ngậm ngùi biến mất cũng khiến cho không biết bao nhiêu người cảm thấy lạnh người. Thế lực ngầm ở Sài Gòn chẳng có ai dám động chạm đến lợi ích của Nam Cam và Châu Phát Lại Em, kể cả mấy tay anh chị số má ngoài Bắc vào tạo dựng cơ đồ, thì cũng chỉ dám chọn những nơi mà hai ông trùm này không ngó ngàng tới. Châu Phát Lại Em thời còn sống là một trong những tay giang hồ khó đụng chạm nhất tại Sài Gòn. Lá gan lớn, thủ đoạn lạnh lùng và cái đầu bén ngót khiến cho Châu Phát Lại Em nổi lên như là một hung thần khu chợ cầu muối. Sau vụ đâm chết Đổng Chí Nam cháu ruột của Đực Bà Tiều, một trong những giang hồ khét tiếng đất Sài Thành trước giải phóng, với sự chống lưng của ông trùm Nam Cam đang thời cực thịnh, Lại Em trở thành một cái tên đáng sợ nhất nhì trong giới giang hồ. Vụ biến hung thần Năm Dao thành Năm Dép bằng cách lôi cổ tên này về cho Trúc Mộ Hậu vợ Nam Cam dùng dép đánh vào mặt, phần nào cho thấy đẳng cấp của Lại Em trong thế giới ngầm. Làm việc cho Lại Em, Hải Đen trở thành đại ca hô mưa gọi gió, trong tay lúc nào cũng có không dưới 20 đệ tử sẵn sàng xả thân khi đại ca cần. Làm ăn trong giới giang hồ cũng có những luật lệ nhất định. Tuy là đại ca bó mặt án ngữ nhiều địa bàn, nhưng Hải Đen chưa một lần giáp mặt ông trùm Nam Cam. Hải nhận lệnh trực tiếp của Lại Em rồi từ đó phân chia đàn em hành động. Cách chơi và làm việc trong thế giới ngầm của Hải Đen cũng rất khác người. Những vụ đòi nợ thuê, Hải Đen chỉ sử dụng mật ngọt mà không cần đến đao kiếm. Con nợ chỉ cần nhìn ánh mắt của Hải là hồn bay phách lạc. Cho nên bàn tay giang hồ của Hải Đen chưa bao giờ phải nhúng máu. Vòng lao lý cũng vì thế mà thoát được. Ngoài 20 tuổi, thành tích giang hồ của Hải Đen khiến cho bạn bè dè nể. Bên cạnh đó là chiến tích ăn chơi cũng thuộc hàng bạc mạng. Tướng mạo phốp pháp, khuôn mặt đen cháy, đôi mắt hộ pháp. Nhưng lại có rất nhiều những bóng hồng xách dép chạy theo Hải. Hải Đen cũng không quên gửi lại cho đời một vài giọt máu giữa những cuộc tình nóng bỏng chớp nhoáng. Nhận thấy băng nhóm Nam Cam ngày càng bành trướng, hành động của Lại Em thoát ẩn thoát hiện và có nhiều cuộc thanh trừng giang hồ đã xảy ra, khiến cho Hải Đen phải suy nghĩ, không thể liều mình dấn thân theo một con đường mà đã biết trước kết cục và cũng cảm thấy cuộc sống giang hồ bồng bềnh bất trắc quá. Hải Đen đã lặng lẽ dứt áo ra đi. Chẳng biết đi về đâu giữa dòng đời ngổn ngang rối rắm, Hải Đen lên một chuyến xe khách nhằm thẳng hướng biên giới Campuchia. Vốn có kinh nghiệm từng trải trong giang hồ, lại liều lĩnh bất cần. Chỉ trong thời gian ngắn thì Hải Đen đã trở thành đại ca đầy uy lực ở Campuchia. Trong vòng 6 tháng thì Hải đã quy tụ được trên dưới 10 đàn em hoạt động trải dài khu vực biên giới. Bên nước bạn thì việc sử dụng vũ khí không được kiểm soát gắt gao nên Hải Đen trang bị cho đàn em của mình mỗi người một cây rulo bóng nhảy sáng loáng. Khi cần dùng cả AK để khuếch trương sức mạnh và dàn mặt đối thủ. 2 năm tung hoành ngang dọc ở Campuchia, tiền kiếm được bao nhiêu đều nướng và ăn chơi hết veo. Cái nghề máu me nhiều đêm khiến cho Hải Đen giật mình thức tỉnh. Nửa đời người dầm dề lăn lóc với chiếc áo giang hồ, cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng. Có tiền thì còn người theo cung phụng, hết tiền chúng phỉ nhổ sau lưng. Đàn bà cũng thế, làm gì có tình yêu đích thực ở thế giới gọi là xã hội đen. Càng nghĩ thì càng chán nản, Hải Đen quyết tâm từ bỏ vị thế đại ca, rũ bỏ tất cả những phù phiếm hào nhoáng. Rửa tay gắt kiếm. Trở về Sài Gòn với hai bàn tay trắng lại được tin cha mất trên đất Bình Phước mà không về thắp nén nhang cho cha. Hải Đen đau buồn vô tận. Thời gian đầu Hải sống dật dờ, ai thuê gì làm đấy. Cánh đàn em năm xưa tìm gặp Hải Đen ngỏ ý muốn giúp đỡ và giới thiệu cho đại ca một công việc làm ăn. Nghe thấy cái mùi làm ăn, Hải Đen dứt khoát từ chối. Rồi ông bỏ luôn số điện thoại, xóa hết những thông tin về mình, lui về sống khép kín cùng mẹ và em tại ngôi nhà nhỏ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004 thì một cô gái tại Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân đã đem lòng thương Hải Đen. Cô thương Hải vì biết được cuộc sống gia đình khốn khó của ông, cũng chấp nhận luôn cái quá khứ của người đàn ông ngoài 40 tuổi này. Tìm hiểu nhau gần một năm, Hải Đen quyết định lấy vợ, gia đình đàn gái đồng ý, nhưng phía Hải Đen phản đối. Với tính khí của mình, Hải tuyên bố với mẹ, giờ con không còn trẻ nữa, con thương cô ấy nên lấy, mẹ có phản đối thì con vẫn lấy. Sau đó thì Hải phải đến nhà bà dì năn nỉ thay cho mẹ đi hỏi vợ giúp. Ngày cưới cận kề mà trong túi không có một xu, Hải chạy đi vay khắp nơi được 2 triệu đặt cọc cho nhà hàng, rồi đám cưới cũng xong. Hai vợ chồng đến với nhau khi tuổi đời đã đứng bóng nên chuyện con cái mong lắm vẫn chưa thành. Hải Đen bảo con cái là của trời cho, có thể là lỗi do mình một thời đã ăn chơi trác táng, hút thuốc lá rượu bia, nên mình chẳng trách ai cả. Điều làm cho Hải Đen dây dứt trăn trở nhất trong quá khứ chính là những đứa con. Ông nhớ không nhầm thì đứa đầu tiên năm nay đã ngoài 30 tuổi, nhỏ nhất cũng 20 mấy rồi.
Hỏi có muốn đi tìm con hay không, Hải Đen trầm buồn. Giờ biết đâu mà tìm, có tìm cũng không giúp gì được cho con, chỉ làm khổ nhau thôi. Hơn nửa đời ngang dọc, đến lúc rửa tay gác kiếm, Hải Đen không có bất cứ một thứ giấy tờ tùy thân nào. Ông lên Bình Phước xin xác nhận thân phận đi về thành phố Hồ Chí Minh làm giấy tờ, nhưng do người bỏ xứ đi lâu quá, chẳng có gì làm của tin. Không ai dám làm giấy tờ cho ông. Giờ Hải Đen cứ sống vậy, chẳng làm được gì ngoài những việc chân tay nặng nhọc. Những ngày tháng 7 Vu Lan thì Hải cùng với vợ thường xuyên lui tới một ngôi đình ở phường Tân Hương, quận 7 niệm Phật và chính thức quy y, lấy pháp danh là Ngọc Thiện Tài. Hải Đen bây giờ không muốn nhắc đến quá khứ nữa, chỉ muốn tĩnh tâm ngẫm nghĩ về phần đời còn lại, sẽ sống như thế nào để chuộc lại lỗi lầm thời tuổi trẻ và giúp đỡ được thật nhiều người. Cuộc sống hiện tại tuy không khá giả, phải làm đủ thứ nghề để sống và mỗi ngày chỉ có một bữa cơm no, nhưng Hải Đen đã phần nào thanh thản. Đệ tử thỉnh thoảng vẫn lục tìm ra ông, có người gọi điện hỏi. Nghe nói đại ca sống nghèo khổ lắm, có cần tụi em giúp đỡ gì hay không? Hải khoát tay, tao chỉ nghèo vật chất thôi, còn tinh thần thì sung sướng lắm rồi. Dứt khoát với quá khứ một thời, giờ cuộc sống của ông dù không khá giả và làm đủ thứ nghề để sống. Với những chuyến đi làm từ thiện, tiếng chuông chùa mỗi ngày đã làm phần đời còn lại vô cùng thanh thản và yên bình. Trên đây là tiểu sử của đại ca Hải Đen, một giang hồ thứ thiệt thời Nam Cam. Sau những tháng ngày gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi thì hiện tại đang rửa tay gác kiếm và thường xuyên niệm Phật để có được cuộc sống bình yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip này nhé. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực ra thêm nhiều clip hay phục vụ quý vị. Giờ đây xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.